Trước khi vào nội dung của tối hôm nay, Ruby xin gửi lời chào thân ái đến các anh, các chị, cô dì, chú bác và các bạn thân mến. Và Ruby cũng chúc các anh, các chị, các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành công, thành đạt. Đặc biệt là trước Tết này này, chúng ta phải làm nào giữ gìn sức khỏe thật tốt để đảm bảo có một cái Tết vui, đầm ấm, sum vầy bên gia đình. Với cái tiêu đề hôm nay ấy, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình. Ở trên cái trang chống diễn biến hòa bình của báo Quân đội Nhân dân, cái tiêu đề Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự một lòng vì dân, vì nước của tác giả Thiện Văn này, rất là hay và có ý nghĩa. Cái bài này cũng góp phần nói lên cái sự thật, đồng thời cũng bạch mặt cái đám phản động, cái đám dân chủ cuội. Để chúng ta có thêm một cái nhìn nhận hơn về bản chất của bọn chúng, cái bài này sẽ toát lên một cái nội dung làm thất bại cái chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch ạ. Sau đây Ruby xin phép đi vào nội dung chính của bài viết Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự một lòng vì dân vì nước, tác giả Thiện Văn. Những ngày qua, trong khi đồng bào chiến sĩ cả nước phấn khởi chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và hàng trăm tổ chức đảng, lãnh đạo các đảng cộng sản, đảng công nhân và nhiều tổ chức phong trào cộng sản trên thế giới gửi thư chúc mừng sự kiện trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì trên mạng xã hội và một số trang báo điện tử nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam đã đưa ra những một số cái thông tin sai trái, những bình luận ác ý, những lời lẽ xuyên tạc nhằm lái dư luận theo một cái nhìn tiêu cực về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 13 của Đảng. Vẫn là những cái chiêu trò bổn cú soạn lại ở trong hoặc kem nhé. Các đối tượng thù địch cơ hội chính trị cho rằng Đại hội 13 dân chủ chỉ là cột mớ, Đại hội 13 chẳng có gì mới, là vẫn là đại hội trấn áp tiếng nói bất đồng, vân vân và vân vân. Thậm chí ấy, có đối tượng còn xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ tập trung lo cho đại hội toàn quốc để chia chác quyền lực, chi tiêu hàng nghìn tỷ đồng của dân, trong khi để cho hàng triệu bà con miền Trung sau lũ lụt vẫn chịu thảm cảnh đói rét. Đó là những luận điệu của bọn chúng đưa ra. Tán tận lương tâm hơn, có kẻ còn rêu rao rằng Đảng và Chính phủ Việt Nam bưng bít thông tin về đại dịch Covid-19 xảy ra trước thời điểm Đại hội 13 của Đảng. Cho đến khi dịch bệnh bùng ra khắp nơi thì không kiểm soát nổi, khiến dân lâm vào cảnh mất vui, mất Tết. Đó là những cái gì mà bọn chúng đưa ra xuyên tạc, đặc biệt là các đài VOA, RFA, BBC, RFI với các trang báo Việt Tân cùng những tên Facebooker điếm mồm như Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong, con Ánh Chi, rất nhiều. Những cái thông tin nêu trên không chỉ làm lộ rõ thêm cái chân tướng của những cái kẻ vốn có tư tưởng thù hằn với chế độ mà chắc chắn không bao giờ được nhân dân Việt Nam chấp thuận, bởi lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một, luôn lấy lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc và nhân dân Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu của mình. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, tinh thần dân tộc lại càng được nâng cao, lấy dân làm gốc của Đảng càng được thể hiện rõ ràng, nhất quán thông qua những cái việc làm thiết thực để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Đó. Từ lâu ấy, trong tâm thức tình cảm của đồng bào người dân Việt Nam, việc Đảng
cũng là việc nước, việc dân. Vì thế, các dự thảo văn kiện đại hội 13 đều được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Theo cái thông tin từ ban tổ chức trung ương tổng hợp góp ý lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân thì các đảng viên và nhân dân ở khắp mọi nơi trong nước cũng như trên thế giới, người ta đã gửi ý kiến đóng góp tổng hợp thành hơn 1.400 trang. Đây là kết tinh trí tuệ, ý chí nguyện vọng của hơn 5 triệu đảng viên và hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Điều này phủ nhận hoàn toàn cái ý kiến rêu rao rằng Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ dành cho hơn 1.500 đại biểu thuộc giới tinh hoa tham dự đại hội. Cái giới tinh hoa này đóng trong ngoặc kép nhé, thì Dương Vy sẽ nói về cái giới tinh hoa này, phân tích về cái giới tinh hoa này. Các vị nói giới tinh hoa ấy, ý nói rằng hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng ấy, là những người được cấp trên chỉ định hoặc được nâng đỡ như thế này như kia, và lợi ích nhóm là những người trong đảng có lợi ích nhóm riêng thôi, không đại diện cho quyền lực ý chí của nhân dân. Cái đó là hoàn toàn sai. Còn nói về giới tinh hoa ấy, thì tôi sẽ nói rằng tôi cũng là người được phép bầu những người tham dự Đại hội 13 của Đảng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là nông dân cộng sản Việt Nam, nên là tôi tin tưởng những cái đồng chí ấy, những vị lãnh đạo đó được tham dự Đại hội 13 của Đảng đó, là những người chúng tôi ủy thác, ủy quyền cho các đồng chí ấy, các bác ấy, các anh, các chị ấy, tham dự Đại hội 13 của Đảng, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ của mình để truyền tải những cái ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân từ dưới cho đến cấp cao nhất là trung ương, thể hiện ở trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng nhé. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó các vị cho là tinh hoa, tôi cũng cho là tinh hoa, nhưng mà tinh hoa các vị ấy, thì chúng tôi cho vào trong một kép, còn chúng tôi mở ngoặc, bởi vì chúng tôi thấy năng lực trí tuệ của những người tham dự Đại hội 13 của Đảng là những người thể hiện hết trách nhiệm vì nước, vì dân. Sau đây Dương Vy tiếp tục đi vào nội dung. Theo dõi các sự kiện trong đời sống chính trị thời gian gần đây ấy, chúng ta đã thấy Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều việc làm thiết thực hướng về nhân dân, làm cho người dân thấy càng quý trọng, tin yêu Đảng hơn. Từ Hội nghị Trung ương 14, Trung ương 15 cho đến Đại hội 13, Đảng ta đều rút ngắn thời gian so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Việc rút ngắn thời gian không chỉ thể hiện tác phong làm việc khẩn trương, nghiêm túc, coi trọng hiệu quả nội dung công việc của Đảng, mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước và ưu tiên thời gian để Đảng, nhà nước có điều kiện chăm lo tốt hơn cho việc dân, việc nước. Điều đó thể hiện rất rõ trong những ngày diễn ra Đại hội 13 của Đảng nhé. Ngay sau xuất hiện dịch Covid-19 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương sáng ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Chính phủ đã kịp thời công bố công khai rộng rãi để người dân biết về sự tái bùng phát của dịch Covid-19, đồng thời liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp thần tốc để truy vết, khoanh vùng, dập dịch triệt để ngay từ đầu, hạn chế tới mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh. Qua những việc làm đó, nhân dân đánh giá rất cao và cái tinh thần của một số cán bộ lãnh đạo địa phương khi xảy ra dịch bệnh Covid, dù đang tham dự Đại hội 13 của Đảng nhưng đã tức tốc trở về địa phương trong đêm để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Và tối 31 tháng 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid, đã trực tiếp đến thị sát hai cái điểm nóng
về dịch Covid-19 là thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đấy. Hình ảnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mặc bộ đồ bảo hộ y tế để kiểm tra động viên các lực lượng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch giữa thị xã Đông Triều và thành phố Chí Linh trên quốc lộ 18 trong đêm tối giá rét. Nhân dân cảm thấy thêm ấm lòng về sự tình đảng, tình dân trong cái thời điểm gian khó đó. Đó cũng là hình ảnh biết nói về mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân luôn gắn bó, bền chặt. Đó cũng là khẳng định đánh thép để bác bỏ những cái lời lẽ bịa đặt của những cái phần tử thù địch cơ hội chính trị khi cho rằng đảng xa dân, bỏ mặc dân trong thiên tai dịch bệnh. Nhá. Trong lúc đại hội đảng này mà nhiều người thấy hình ảnh của thủ tướng, phó thủ tướng, người ta bước ra khỏi hội trường lo lắng để chỉ đạo họp và đến những cái điểm nóng dịch để trực tiếp kiểm tra chỉ đạo. Vâng, chào Trường Giang, chào tất cả mọi người ạ. Một trong những việc làm được nhân dân ghi nhận trong cái dịp đại hội đảng các cấp, từ cấp cơ sở đến cấp trung ương, các nghi thức được giản tiện. Mấy năm gần đây khi các lãnh đạo cấp cao đến thăm làm việc tại các cơ quan đơn vị địa phương, người dân cũng chỉ thấy sự trang trí khánh tiết rất là đơn giản nhé. Những thay đổi đó tuy nhỏ nhưng là minh chứng cụ thể đối với tác phong, phong cách lãnh đạo của đảng theo hướng ngày càng thiết thực, giản dị, thể hiện sự gần gũi với quần chúng nhân dân. Đó. Không ngẫu nhiên, một trong những nội dung được đề cập nhiều lần trong các dự thảo văn kiện đại hội 13 của đảng, từ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc của nhân dân. Bởi trong đại dịch Covid-19 này, chúng ta càng hiểu thêm không phải cứ thu nhập cao, tốc độ tăng trưởng nhanh là sung sướng, mà ý nghĩa hơn là cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Năm 2020, Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng trên thế giới vì vừa kiểm soát, khống chế thành công đại dịch Covid-19, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Liên tục trong 2 năm gần đây, Việt Nam đã tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc của Liên Hợp Quốc, từ 94 năm trên 156 quốc gia năm 2019 lên 83 trên 156 quốc gia năm 2020. Ở đây người ta cũng chỉ ra 5 cái bài học kinh nghiệm quý báu trong các quá trình đổi mới đất nước và trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng được ta đúc rút, đó là trong mọi công việc của đảng và nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Trong cái nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng lại thêm cụm từ là dân thụ hưởng. Đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trong cái buổi gặp mặt báo chí sau đại hội 13 của đảng được tổ chức vào sáng mùng 1 tháng 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thêm một lần nữa nhấn mạnh thành công của đại hội không phải ở thông qua nghị quyết ban chấp hành mới, mà quan trọng hơn là đưa nghị quyết vào cuộc sống. Dương Vy xin nhấn mạnh lại nhé. Thành công của đại hội không phải ở thông qua nghị quyết ban chấp hành mới, mà quan trọng hơn là đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phải tạo ra được của cải vật chất để nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc. Đó là lời khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 1 tháng 2 năm 2021, sau khi kết thúc đại hội đảng sớm hơn dự kiến là một ngày rưỡi, đáng nhẽ là ngày 2 nhưng mà sáng 1 đã kết thúc rồi. Lòng dân ấy là quốc bảo, lòng dân là thước đo giá trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
không gắn bó với nhân dân và không thật sự chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân thì đảng không còn lý do để tồn tại. Đó là sự nhất quán trong tư tưởng và hành động của đảng ta, trong suy nghĩ và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là cội nguồn làm nên sức sống, sự trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là cội nguồn sâu xa để ý đảng lòng dân luôn hòa quyện trở thành sức mạnh vô địch, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn nhằm chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân. Đó, đó là toàn bộ nội dung của bài. Nếu ở bài viết này chúng ta đọc và phân tích nó sẽ rất là rộng mà cũng rất là sâu xa và có ý nghĩa.